Chào bạn, trong ngày hôm nay thì mình sẽ nói về cái món ăn mà có thể bạn chưa từng thử bao giờ. Đó là cái món nem chả chợ huyện. Đấy, cái món này nó hấp dẫn thực khách như thế nào và nó được chế tạo ra làm sao thì các bạn có thể nghe mình nói, hoặc các bạn có thể ngay bây giờ các bạn có thể lên Google các bạn search được. Đấy, thì được gọi là nem chợ huyện vì nó được là chế biến ở cái huyện Tuy Phước, Bình Định. Nó gần với chợ huyện nên là cái nem này nó gắn liền với cái tên tên chợ, mang đầy đủ cái hương vị chắc mặn, chắc ngọt, chắc dai, chắc béo và chắc giòn. Cũng giống như cái món bánh hỏi Quy Nhơn ấy, thì cái nem chợ huyện nó gắn liền với bữa ăn hàng ngày trong cái đám cưới này, hoặc là trong cái đám hỏi này, giỗ chạp này. Thoạt nhìn ấy, thì cái chiếc nem Bình Định ấy, nhiều người sẽ cho rằng là nó chẳng khác gì cái nem ở xứ khác đâu. Nhưng mà nếu bạn cắn một miếng để thưởng thức thì thực khách sẽ cảm nhận được cái sự khác biệt của nó. Nó sẽ không có cái vị chua của nem Huế hay là nhiều bì giống như nem xứ Thanh, mà nó cũng không ngọt giống như nhiều cái loại nem ở ở miền Nam đâu. Cái nem xứ Nẩu này á, nó có cái vị ngọt nhẹ và cái vị ngọt chua thanh thanh kèm với cái màu hồng rất là đẹp mắt. Đấy, không giống như cái những nơi khác là người ta dùng cái lá trùm ruột đấy để người ta gói cái món nem chua, thì ở Bình Định người ta gói bằng cái lá ổi non, khiến cho nem có hương vị đặc trưng, và cắn một miếng nem thì có thể thưởng thức được cái vị ngọt của nem đó, cái vị chua cay của tiêu cùng với hương thơm nồng của cái tỏi tép được ăn kèm.